Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật nhanh cho các bạn giá và khuyến mãi của Oppo A95, một sản phẩm trong phân khúc giá tầm trung của Oppo đang bán rất là chạy trong thời gian vừa qua các bạn ha. Thì Oppo A95 này hiện tại thì giá bán là 6.990.000 các bạn, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha, giảm thêm 3% khi bạn mua sản phẩm cùng kỳ có giá cao hơn. Đây Oppo A95. A95 này hiện tại thì nó màn hình là 6.43 inch các bạn. Có hai màu ha, một máy màu đen, một máy màu bạc nhưng mà đang cầm lên tay. Màu bạc khi các bạn nghiêng sẽ chuyển tiếp màu sắc ha. Máy này sẽ A95 này sẽ sử dụng con chip là Qualcomm 662 8 nhân, RAM 8GB và nhớ trong 128GB các bạn. Camera thì cụm 3 camera phía sau với camera chính là 48 megapixel ha. Camera phụ lần lượt là 2 và 2 megapixel. Camera selfie phía trước thì chúng ta sẽ camera selfie là 16 megapixel. Pin Vivin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 33W, quá ngon trong phân khúc giá này các bạn. Thì con Oppo A95 này hiện tại thì nó sử dụng con Android 11 các bạn ha. Đây phiên bản Android 11, Android mới nhất bây giờ luôn. A95 này hiện tại các bạn mua thì sẽ được máy nha, máy kèm theo bộ sạc Type-C, tặng kèm được cái ốp lưng trong đó các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của Oppo A95 ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.